Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip, đó chính là clip Q&A. Vì hình như là mình bỏ qua clip Q&A khá là lâu rồi. Và hôm nay mình sẽ Q&A về bộ bài của chúng ta. Và hôm nay mình sẽ trả lời 4 câu hỏi bạn ha. Đó là thứ nhất, đó chính là bị mất bài thì như thế nào, mất những cái lá bài thì như thế nào, và cái cách xử lý nó, và khi mà mất vậy thì bộ bài của chúng ta có bị mất liên kết hay không. Thứ hai là có nên ngủ với bài khi mới mua về hay không. Và thứ ba đó chính là người khác đụng vào bài của bạn thì có được hay không. Và thứ tư là câu cuối cùng mà mình thấy là cái câu này nhiều người hỏi mình nhất, đó chính là bài bị ướt thì xử lý như thế nào, và một số cái tip and trick để các bạn có thể giữ bộ bài của các bạn kỹ hơn nữa, và cái cách bảo quản bộ bài và như thế nào nữa. Thì trong video này mình sẽ nói hết những vấn đề đó ha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Và ok, chúng ta đi với câu đầu tiên, đó chính là bị mất bài thì có bị mất linh hay không, và cách xử lý khi mà bị mất bài bạn ha. Thì các bạn biết rồi đó, chúng ta có một cổ bài tarot gồm 78 lá. Về cái vấn đề có bị mất linh hay không thì các bạn nghe nó giống như những cái từ linh đó, nó giống như là về những cái mà hơi tâm linh quá, và nghe cái từ linh đó, nó giống như một cái gì đó gọi là nghe nó hơi thiên hướng về phương Đông các bạn. Cho nên là về vấn đề tarot các bạn, thì mình trước đây mình cũng có làm video đó chính là tarot hoạt động như thế nào rồi, thì các bạn có thể xem lại tại đây nha, mình sẽ để đây các bạn xem rõ. Thì các bạn khi mà xem xong thì các bạn sẽ hiểu được cái cách vận hành của tarot, và tarot có thật sự là nó tâm linh hay không. Thật sự với bạn thì tarot nó là một cái gì đó tích cực, và nó là cái gì đó gọi là công cụ cho lời khuyên. Cho nên về cái vấn đề mà mất linh thì mình nghĩ là chắc là không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì các bạn cứ hình dung như thế này nha. Chúng ta là những con người lành lặn đúng không? Lành lặn đầy đủ. Mình là con người với 10 ngón tay, 10 ngón chân. Nhưng mà có một số người ngoài kia họ có thể mất một ngón tay, mất một ngón chân, và có thể mất hẳn một tay luôn. Nhưng mà họ đâu có phế đâu đúng không bạn? Họ vẫn sống tồn tại cuộc sống này như chúng ta như vậy thôi. Khi bổ bài cũng là như vậy. Bạn đã bao giờ gặp một cái người kiểu như là họ bị thiếu thốn này nhưng mà họ vẫn rất là tốt chưa? Có rồi đúng không? Thì bộ bài của chúng ta cũng như vậy. Ví dụ như thiếu một hai lá nó vẫn không có vấn đề gì cả, và kiểu như là không có gì gọi là hoàn hảo bạn, nên là các bạn cứ dùng bộ này mà đem trải đâu, thiếu một hai lá nó vẫn không sao hết, không đáng để các bạn có thể bỏ bộ bài mới đâu. Mình thấy là có một số bạn chỉ cần mất một lá bài thôi đã bỏ bộ bài đó và đi mua bộ bài mới rồi. Bạn có thể làm được như vậy, nhưng mà nếu bạn có tiền nha, còn nếu bạn không có tiền thì nó khá là căng đó bạn. Nên là mình có thấy là một số bạn kiểu như khi bị mất một lá bài, cái hồi nản không muốn chạy bộ đó nữa, và để tiền chừng nào đủ đi mua bộ khác thì mới chịu chạy. Mình thấy như vậy đó là sai hoàn toàn, và nó rất là phí. Kiểu như là về bài á, thì mình nghĩ là bài nó cũng có thể là đôi khi không hoàn hảo, thì đó là cái mà kiểu như là các bạn phải giống như bạn cứ chạy đi, nó không ảnh hưởng tới kết quả quá nhiều đâu. Các bạn có để trước đây mình có từng nói á, đó chính là mình hoặc là các bạn khác cũng đã thử rồi, đó chính là dùng những bộ ẩn chính đem trải rồi như thế nào, thì đem trải nó ra kết quả cũng khá là tốt, khá là ok, chỉ là nó chưa thể đi sâu và đi chi tiết về cái vấn đề mà mình cần xem thôi. Cho nên là bộ bài của các bạn cũng vậy, thiếu một hai lá mình nghĩ nó không phải là vấn đề. Và ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ bạn cái cách khắc phục khi mà thiếu một hai lá bài nha. Các bạn có khi mà mua bài, các bạn có được những cái lá bài dư không? Ví dụ những lá bài dư như sau, đó chính là đây, những lá bài này. Đây là những lá bài dư, có thể là một số bộ có và một số bộ không có. Đây là những lá dư của mình. Đấy. Thế các bạn có thể làm được nhiều gì từ những lá này? Mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách để biến một lá bài khác thành lá bạn mong muốn. Ví dụ như là trong bộ bài này của mình bị mất lá full đi, the full đi. Các bạn cầm một lá nào đó bất kỳ lên. Các bạn nhìn vào nó. Các bạn chỉ vào lá bài đó, các bạn nói biến hình lá phù đi, biến hình lá phù, biến hình lá phù đi, biến hình lá phù. Các bạn lặp cho mày 10 lần. Biến hình lá phù, biến hình lá phù, biến hình lá phù. Xong cái này mình giỡn thôi bạn. Các bạn chỉ cần cầm lá bài này các bạn để vào bộ bài và suy nghĩ đó, ok bài ơi, khi mà ra lá này thì mày là lá phù nha. Đôi loại như vậy thì mình nghĩ nó đã biến hình lá phù rồi, không có cần làm mấy cái trò như mình đâu. Và tổng kết lại câu số 1 đó chính là khi mà bị mất bài thì có mất linh hay không? Mình xin trả lời đó chính là không, vì bài mà nó không có sự gì đó gọi là mất linh cả. Và bài thì nói chung là cuộc sống chúng ta còn có sự thiếu thốn thế này thế kia, không có gì hoàn hảo. Bộ bài cũng vậy, thiếu một hai lá không phải là vấn đề, nhưng nếu bạn có những lá thay thế, bạn có thể dùng những lá thay thế đó vào trong bộ bài của bạn và nó lại hoàn hảo như trước đây. Đấy, cơ bản là như vậy. Và chúng ta đi đến câu số 2, đó chính là có nên ngủ với bài khi mới mua về hay không.
Nghe nó hơi mắc cười đúng không bạn? Nhưng mà thật sự với bạn là rất nhiều người hỏi mình như vậy luôn. Mình cũng khá là bất ngờ vì sao các bạn có thể hỏi mình được cái câu này, vì nó nghe nó hơi mắc cười và hơi hướng cái gì đó gọi là thần thánh hóa các bạn. Đầu tiên nha, những cái bạn mà hỏi mình có nên ngủ với bài hay không á, thì bạn suy nghĩ giúp mình như thế này: tại sao bạn lại nghĩ là ngủ với bài bạn và bài nó sẽ liên kết hơn? Tại sao? Tại sao bạn suy nghĩ được cái điều đó? Có nghĩa là trong đầu bạn nghĩ là Tarot là một cái linh hồn, một cái thể lực gì đó ngồi kế bên bạn, và bạn ngủ với nó để gia tăng thêm cái sự gì đó liên kết, đúng không? Các bạn nghĩ như vậy đúng không? Đã từng nghĩ như vậy đúng không? Thì thật sự với bạn là mình nghĩ là cái vấn đề ngủ với bài á, thì nó theo cái niềm tin của bạn thôi. Kiểu như bạn nghĩ bộ bài là một người bạn, bộ bài là một người thân, một người tri kỷ, một người đồng hành cùng bạn tới suốt cả cuộc đời, thì ok, mình sẽ không bàn tới vấn đề đó. Các bạn có thể ngủ với bộ bài vẫn được, không sao cả. Nhưng mà thì đó, nói chung là bạn có thể ngủ được không sao cả, và nó cũng không có ảnh hưởng gì tới, ví dụ như bạn không ngủ thì nó cũng không ảnh hưởng, mà bạn ngủ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cho nên là về cái vấn đề theo quan điểm cá nhân mình thôi nha, thì hỏi mình có ngủ với bài hay không thì bạn thấy rồi đó, bài mình nằm đây hết. Mình sẽ không ngủ với bài vì mình thấy nó không giúp ích được cái sự liên kết giữa mình và bộ bài. Những cái gì mà liên kết giữa bạn và bộ bài đó chính là kiến thức của bạn nè, trực giác của bạn nè, chứ nó đâu có phải liên kết bằng cách ngủ rồi đúng không? Và tiếp đến câu hỏi số 3 bạn, đó chính là có nên cho người khác chạm vào bộ bài của bạn hay không. Vì các bạn biết ở đó, nếu mà bạn chạy online thì không ai đụng vào bài bạn hết, nhưng nếu bạn chạy offline thì sẽ có một số trường hợp khách họ đòi bóc bài, và khách họ đòi xào bài luôn, và khách họ muốn tác động vào bộ bài của bạn, thì có nên hay không. Thì thật sự là với các bạn là mình hỏi cái điều này ở những cái bạn video khác á, thì những bạn video khác cũng nói là tùy. Tùy là sao? Ví dụ như có một bạn nó dễ, bạn nó dễ thì bạn đó cho khách đụng vào thoải mái không vấn đề gì cả, và có bạn khó thì bạn nó không cho đụng vào. Vậy thì cái vấn đề đặt ra đây á, là đụng vào nó sẽ khác không đụng vào chỗ nào. Đầu tiên, thứ nhất, có một số quan điểm như sau. Đầu tiên, lá bài nó sẽ phát ra một tần số năng lượng, và bạn là một người tác động vào bộ bài của bạn thì nó sẽ kết quả nhanh hơn. Ví dụ như mình với bộ bài đang có cái dòng điện thì nó chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại, nhưng khi mà khách tác động vào liên kết bị vỡ, bài sẽ lên sai. Cái đó là quan điểm thôi nha bạn, quan điểm của một số người là như vậy. Mình này nó quan điểm chứ không phải là đúng như vậy nha. Quan điểm thì tiếp tục đó, đó chính là một người ta tin như vậy, người ta tin là mình với bộ bài đang có sự liên kết, khách họ tác động vào mất liên kết, hiện tượng đoản mạch thì bài sẽ lên sai. Nhưng thật sự với bạn á, thì riêng bản thân mình thôi nha, riêng bản thân mình thì khi mà xem offline á, mình vẫn cho khách đụng vào bài, vẫn cho khách chạm vào bài, nhưng khi mà mình đã xào xong và mình trải ra và cho khách rút. Chứ thật sự với bạn là cho khách họ xào nữa thì nó đến với cái vấn đề đó, chính là thứ nhất á, khách hàng á, họ sẽ không hiểu được cái giá trị của bộ bài của chúng ta, đúng không? Các bạn có công nhận không? Mình không nói là khách họ 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 không biết nha, nhưng là họ không hiểu được cái giá trị. Ví dụ như một bộ bài này mình đi hỏi những cái bộ bạn khách, kiểu như người ta không biết thì người ta có thể hỏi: bạn ơi, bộ bài này bạn biết nhiêu không? Và tôi nói là chắc là tầm 50 ha anh, 100 ha anh, 200 ha anh, ví dụ là như vậy. Nhưng mà bạn đâu có biết là những video chúng ta mới biết được bộ bài này chỉ có giá là 700 đến 800 nghìn, đúng không? Chỉ video chúng ta mới biết thôi. Còn có những bộ bài 1 triệu, 2 triệu thì khi mà để khách xào bài nó sẽ không tránh được cái vấn đề. Thứ nhất là họ làm sao bạn biết được họ đã quen xào bài chưa? Xào nó sẽ bị rơi, bị rớt, bị sốc bài, bị gãy bài, bị rách bài, thì ai chịu cái vấn đề ở đây? Bạn chịu thôi chứ ai là, đúng không? Cho nên là thứ nhất, khi mà khách tác động vào trong bộ bài của bạn thì chắc chắn nó sẽ không gây hiện tượng đoản mạch, cũng không có bất minh gì hết. Nhưng mà chúng ta sẽ xét đến khía cạnh đó, chính là khách họ phải có biết được cái giá trị của bộ bài của chúng ta hay không, nên nó sẽ dễ dẫn đến cái vấn đề đó chính là bị gãy bài. Các bạn đã để khách xào mà bị gãy bài chưa? Mình đã từng bị rồi nha, mình đã từng bị rồi, các bạn không biết như thế nào nhưng mình đã từng bị rồi, và cảm xúc nó dâng trào luôn các bạn ạ. Cho nên là không xét tới khía cạnh mức liên kết ở đây. Mức liên kết thì khách đụng vào hay khách không đụng vào nó cũng không có mức liên kết, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà chúng ta xét đến khía cạnh họ có bảo quản giùm bộ bài của chúng ta hay không. Tại vì khách thì họ xào rất là mạnh tay, xào mình thấy sốt luôn á. Nên là mình thì khi mà mình trải ra thì mình cho khách họ hút từng lá ra, chứ không cho khách xào, mình sẽ ngừng xào. Và chốt lại câu hỏi số 2 đó chính là khách họ chạm vào thì có bị mất liên kết hay không, mất liên kết giữa mình với bộ bài không, thì câu trả lời đó chính là không bạn ha. Kể cả bạn xào một bên bạn hoặc là khách họ tác động vào bộ bài của bạn cũng không có bị mất liên gì hết, không có bị mất liên kết gì hết. Chỉ nói đến là cái vấn đề khách họ không có bảo quản giúp chúng ta bộ bài, và không chưa thật sự hiểu được giá trị của bộ bài, nên có thể dễ gây tổn thương tới bài. Và đó là những cái trải nghiệm không ai trong chúng ta mong muốn hết, đúng không các bạn? Tại vì á, là mình biết á, là khi mà chạy offline thì khách hàng họ thích tác động vào bộ bài của chúng ta, và kiểu như họ thích có cái trải nghiệm đó còn hơn là ngồi không, đúng không? Khách họ rất là thích chạy tác động bộ bài của chúng ta. Cho nên là các bạn có thể làm giống mình chẳng hạn, ví dụ như xào lên và
chảy ra, và lúc đó cho khách họ rút ra thì họ sẽ thấy vui hơn. Chứ nếu mà ngồi không á, từ đầu đến cuối mà mình bóc không thì họ sẽ rất là chán và họ cảm thấy không có sự liên kết với mình á, và cũng họ cũng không thích như vậy nữa. Nên mình nghĩ là sản phẩm offline thì bạn có thể cho khách tác động vụ bài của bạn, nhưng mà khi bạn chảy ra và cho khách rút thì như vậy họ sẽ vui hơn, họ có cảm giác cái gì đó, có cái sự gì đó gọi là góp sức, có cái sự gì đó liên kết với mình chặt chẽ hơn bạn ha. Cứ thử đi. Và đây là câu cuối cùng, câu thứ tư bạn, đó chính là bài bị ướt thì xử lý như thế nào. Thật sự chứ các bạn, thì cái vấn đề này có hai bạn hỏi mình, và thật sự là mình vô tình mình thấy được mình ở trước đây. Các bạn đã bao giờ đi coi offline á? Để mình kể chút xíu ha. Trước đây mình đi coi offline bạn, thì ngồi trên một cái bàn, đó là một cái, có một cái ly nước ở đây, và khi mà khách á, họ vô tình họ vung cái bàn á, thế là ly nước nó ụp vào trong cái chạy bài của mình. Hình như mình đó, lần đó mình chảy gì đó mà nó tới 13 lá, đổ nước ngọt nó tràn lan nguyên cái bàn. Và các bạn biết rồi đó, bài mình nó sẽ đi theo dòng nước, nó rớt bẹt bẹt bẹt, nhìn nó cái cảnh tượng rất là thốn luôn bạn, cực kỳ thốn, cực kỳ thốn. Và một trường hợp đó bạn sẽ xử lý như thế nào? Đầu tiên các bạn, nếu mà các bạn bài của bạn bị ướt á, thì bạn nhớ giúp mình, đây là giấy, nó sẽ bị tưa đầu này ra, nó sẽ bị tưa những cái góc cạnh nó tẻ đôi ra như vậy này, và đó là điều chắc chắn. Khi mình dính nước vào thì á, các bạn phải gọi là sơ cứu bộ bài bạn nhanh nhất có thể, đó chính là các bạn hãy dùng những cái bài, những cái lá mà ướt á để riêng ra, đừng để chung nha bạn. Để nếu mà những cái lá mà bạn ướt á, bạn để chung với nhau á, khi mà nó bị có vấn đề, bạn bóc ra nó sẽ dính từ lá này qua lá kia, và nó sẽ bị trắng bộ bài, nó rách cái, nó lõm cái này nè, và nó rách những cái góc bài nữa. Nên là cố gắng giúp mình đừng để chung, đừng để chung, để riêng ra hết. Và khi mà để riêng rồi á, nếu mà bạn có được máy sấy ở đó thì các bạn sấy, còn nếu không thì các bạn có thể kết thúc chạy bài và chạy về, hoặc là để riêng nó ra những cái chỗ khác để lát về chúng ta sơ cứu vẫn được, nhưng mà phải để riêng nha, đừng có để chồng như vậy nha. Rồi thì về nhà các bạn hãy sử dụng giúp mình, đó là một cái máy sấy. Nếu bạn có máy sấy thì tốt, còn không thì để trước quạt cũng được, để giúp mình một cái máy sấy và sấy nó, sấy cho khi nào nó khô một cái mức mà các bạn thấy cảm thấy nó ráo nước luôn á, thì các bạn hãy để một cái mặt phẳng giúp mình. Rồi để một cái mặt, để một cái này là một cái mặt phẳng, và dùng một cái cuốn sách nào đó nó dày dày chút xíu, nó lớn lớn chút xíu, áp lên và để qua một đêm thì nó sẽ bớt được, nhưng mà chắc chắn sẽ không quay lại tình trạng ban đầu, nó sẽ bị nhăn, bị góc cạnh. Và nói chung là mình thấy là tốt nhất cũng đừng có để cho nó ướt bạn nha, vì lần đó là mình sơ cứu một bài lắm đó, thì nó cũng không có được chất liệu cứng như vậy, và nó rất là mỏng, và nhìn nó không còn được đẹp nữa, nó nhăn nheo như da bà già vậy đó. Nên là mình nghĩ là cố gắng đừng để ướt nha, nhưng mà nếu mà lỡ để ướt thì đó là cái cách mà bạn có thể sơ cứu một bài của các bạn ngay trong lúc đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách để các bạn có thể bảo quản bài, và đây là cách mà mình thường xuyên dùng nhất. Thứ nhất, đầu tiên là các bạn hãy dùng khăn chải giúp mình. Tại sao phải dùng khăn chải? Tại vì thứ nhất các bạn, khăn chải ở đây á, một số bạn nói mình là nên làm khăn chải nhìn cho nó ma mị, cho nó nhìn chuyên nghiệp đúng không? Nhưng mà theo bản thân mình dùng khăn chải đó chính là để bảo vệ bộ bài của mình thôi. Vì các bạn biết rồi đó, thường á mình sẽ đi chải offline ở bên ngoài rất là nhiều. Các bạn biết ở trên bài nó sẽ có những cái gì? Có vệt nước nè, nó sẽ có những cái bã kẹo cao su, rồi đôi khi nó có những cái chiếc đinh nhỏ xíu như vậy nó nằm ở trên góc nữa. Thì lỡ mình lá bài các bạn đi qua đó thì như thế nào các bạn? Xoẹt. Và các bạn biết điều gì xảy ra đó đúng không? Cho nên là khi mà đi các bạn nên dùng một cái khăn chải chạy bài. Thì ở trên chạy bài đó cái lá bài của bạn nó cũng sẽ được bảo vệ hơn, và khách hàng họ nhìn vào lá bài họ cũng sẽ nổi bật hơn. Tại vì khăn chải bây giờ nó sẽ có màu trắng nè, màu đen, màu hồng, nó chỉ có một màu thôi, thì bộ bài có một màu để nhìn vào nó sẽ focus được những cái lá bài hơn là những cái trên bài như thế này. Thì một số bạn hỏi mình là tại sao mình không dùng khăn chải ở trên cái bàn của mình, mình không sợ bị hỏng sao? Thì thật sự với bạn, cái bạn mình là bạn nhẵn, cái bạn nó rất là nhẵn và nó rất là trơn, nó không có bất kỳ một cái vật thể trên đây cả. Và đó là lý do tại sao mình không sử dụng khăn chải, tại vì mình thấy là ở trên bài mình cũng khá là tốt, vẫn khá là ổn chứ không có bị cái vấn đề gì hết. Nên là nhưng mà khi đi ra ngoài thì các bạn làm sao biết được trên bài nó có cái gì đúng không, nên là đem một cái khăn chải cho nó chắc cú. Tiếp đến á là bạn để ý giúp mình cái cách mà các bạn xào bài nha, vì cái cách xào bài nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Xào bài thì hầu hết chúng ta đều xào như vậy đúng không? Xào như vậy. Hoặc là người khác thì con gái kỹ hơn, cầm không hết bài thì xào như vậy. Thì mình sẽ cho các bạn ví dụ. Còn này để ý gì? Mình sẽ sử dụng một bộ bè hen để xào. Rồi, các bạn đã từng gặp một cái trường hợp giống mình như thế này chưa? Đó chính là khi bạn rút bài ra về. Đó. Thì khi mà rút ra như vậy, khi mà các bạn đóng lên á, nó sẽ gặp một cái trường hợp, đó chính là nó sẽ bị gãy bài. Và mình đã từng bị nha bạn. Mình rút như thế này nè, và mình đẩy lên như vậy nè, nó quặp như vậy nè bạn,
đó, nó có bị những cái đơn lẻ từng lá nó sẽ gập như thế này nè bạn. Đấy, đây đây đây, móc ra nè, đẩy lên nè, đấy nó bị gãy như vậy nè bạn. Đấy, mình đã gặp khoảng chừng 3 lần và cực kỳ thốn. Bộ manga của mình nó bị dính một lá, bị gãy bài một lá, đó chính là lá strength. Bộ này thì bị dính là ba kiếm, và bộ Shadowscape thì mình không nhớ bị dính 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 lá nào, nhưng mà rất là thốn, nên các bạn giúp mình cố gắng, nếu mà có xào kiểu này á, thì để ý chút xíu, đấy để ý chút xíu và chậm chậm từ từ thôi, đừng có xào 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 xào, nó sẽ bị dính như vậy nè bạn, rất là thốn luôn, và đó là cái trải nghiệm không em mong muốn đúng không. Và tiếp đến á, đó chính là khi mà bạn mang bài đi á, cách bảo quản bài mà mang đi á, thì các bạn giúp mình, có một số bạn á, họ không có túi các bạn, họ dùng một cái cọng thun họ cột như thế này và dục thẳng vào trong cặp luôn. Thì mình nghĩ là trong cặp của các bạn thì nó sẽ có những cái chìa khóa nè, có những cái vật này vật kia, nó sẽ cà lên cái bộ bài của chúng ta và chúng bài chúng ta cũng sẽ bị xước, nên là khi mà đem đi á, các bạn giúp mình là có một cái túi nhỏ, may một cái túi nhỏ để bộ bài của các bạn vào, để cho nó không có bị ảnh hưởng bởi những cái vật vật sắc nhọn trong cặp của bạn. Và tiếp đến cái chiếc bảo quản cuối cùng đó chính là rửa tay trước khi xào bài. Nghe nó hơi nhảm đúng không bạn, nhưng mà thật sự là mình làm như vậy á. Mình khi mà chuẩn bị sử dụng bài thì mình sẽ thường rửa tay. Thì các bạn, nếu mà các bạn để ý á, thì các bạn nhìn ở góc này nè, ở những video trước á, thì nó sẽ có cái chai cồn rửa tay, nếu các bạn để ý kỹ. Còn bây giờ thì mình đã dẹp nó rồi. Thì tại sao mình phải dùng cái cồn rửa tay, các bạn biết rồi đó, bộ bài của chúng ta nó sẽ có những cái góc cạnh, những cái góc này, những cái cạnh viền như thế này. Và các bạn nhìn kỹ bộ bài của mình nha, rất là trắng, mặc dù đã trải qua rất là lâu rồi, tầm khoảng chừng 2 năm mà 2 năm mấy rồi, nhưng mà bộ bài của mình nó vẫn rất là trắng như mấy cái góc cạnh này, vì mình giữ bài khá là kỹ nó vẫn trắng. Còn bộ bài mình cũng xem nó cũng lâu nhưng mà mình không bảo quản bạn, nên nó bị đen, những cái viền đen đen thui xấu xí vô cùng. Đây các bạn có thể để ý, đen thui. Thì khách mình rửa tay bằng gì bạn, đó chính là đây, mình rửa tay bằng cái chai này, thế là cứ mở cái nắp ra và mình xịt thẳng vào tay và mình chà thôi đó. Thì để khô chút xíu và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái trả bài thôi, thì bài bạn nó sẽ được bảo quản 100%. Nhưng mà cái cách này thì bạn làm theo cũng được, không làm theo cũng được, thì nó là nguyên cá nhân mình mà. Nhưng mà mình chia sẻ cho các bạn, nếu bạn thích thì làm, không thích thì làm bạn á. Và đó, thì mình cũng đã trả lời cho các bạn những Q&A xoay quanh về bộ bài của chúng ta, về những cái cách các bạn có thể bảo quản bài như thế nào. Vì mình nghĩ là bài nó cũng là một cái gì đó quan trọng đối với những người reader đúng không, nên là cái cách bảo quản bài đúng và cách bảo quản bài tốt thì nó cũng khá là quan trọng. Và ok, chắc video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment dưới, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video của mình tới tận lúc này. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.